Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp claim 500 triệu tôi cần có kêu là NTF các bạn. Hiện tại dự án này nó trong chương trình bán hàng VSEL nè bạn. Đây thì nó có con chắc tin em này nọ đồ nè các bạn. Thì nó có hình, nó được logo trên chiếc chocolate công nhận nha tất cả các bạn. Để cho các bạn yên tâm các bạn claim. Hiện tại trên trang tại Twitter của nó thì cộng đồng AirDrop của nó là khá là đông các bạn. Hiện tại có 4.366 người được theo dõi nha các bạn. Thì để claim được con này các bạn cần click phần link mô tả, copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn chọn cho một cái app này. Các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn gỡ rồi. Thì claim những dán thế này thì mang tính chắc số nó mà hên xui các bạn. Thì các bạn cứ claim mà dứt nó đi các bạn. Sau này dự án nó phát triển thì các bạn đồng coin nó sẽ tăng thôi các bạn. Giờ các bạn chọn kết nối các bạn. Các bạn chọn mạng BNB Smart Chain Bet20. Đây thì trong chương trình bán hàng VSEL các bạn có thể mua min là 0.001 BNB các bạn. Thì mình không có khuyến khích các bạn mua những dự án VSEL thế này các bạn. Thì các bạn cứ việc claim free airdrop chơi thôi bạn. Nó hiện ra là claim 50 triệu tôi cần ANTS này các bạn. Các bạn bấm vào claim nha các bạn. Rồi các bạn sẽ tốn một chút phí mạng BNB nha các bạn. Có khoảng 0.2 đô la. Bỏ một ly cà phê nha các bạn. Rồi sau khi xong thì các bạn copy con sắt của nó nè các bạn. Rồi các bạn trở về với chút LED của mình nha các bạn. Các bạn dán vào một tìm kiếm nè. Thôi thì dự án này nó chưa lên blockchain các bạn nên các bạn dán hiệp. Địa chỉ hợp đồng giàu chơi danh với chút LED nha các bạn. Dự án mới ra các bạn ơi. Rồi khoan các bạn. Tiếp tục. Tên em ký hiệu là ANTF phần 18. Tên nè. Ký hiệu là ANTF nha các bạn. Số phần là 18. Các bạn tự khớp con sắt các bạn. Mình không có đẩy phần link đó. 500 triệu đô. Ấy 50 triệu thuộc đâu. Hiện tại có hình logo nữa các bạn. Ok. Con này các bạn có thể check được nha các bạn. Ok vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 50 triệu thuộc cần có cái hiệu ANZ đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.